Người chơi sẽ được phân ngẫu nhiên vào ba phe là dân, gián điệp và mũ trắng. Dân và gián điệp sẽ nhận được từ khóa khác nhau, còn mũ trắng sẽ không nhận được từ nào. Ví dụ, từ khóa của phe dân là dầu gội, còn của phe gián điệp là dầu xả. Theo lượt, mỗi người chơi sẽ đưa ra một gợi ý có liên quan đến từ khóa như tóc, mượt, thơm. Sau khi hết vòng, tất cả người chơi sẽ biểu quyết và chọn ra một người để loại. Phe chiến thắng là khi loại hết thành viên của hai phe còn lại. Nếu người bị loại là mũ trắng thì mũ trắng sẽ có quyền được đoán từ khóa của phe dân. Đoán đúng, mũ trắng sẽ là phe chiến thắng. Em thấy Thăng Long cười với một ánh mắt rất là ái ngại. Tao biết mày hỏi rồi. Từ em hay quá. Từ tao tuyệt vời quá. Mình đùa đấy. Từ mình như cứt đi. Chị tao thật thà đấy, tao
không cần xem lại. Hay là em để cho em kể lại. Bởi vì anh Dư nói rất chung và gồm hai anh, anh chỉ biện hộ là anh bảo vệ dân. Thế thì tại vì tôi là dân. Tôi vừa bất tỉnh một lần rồi, tôi dẫn giết nhầm Hà rồi, chắc không ai tin tôi nữa. Dương là bốt chết luôn rồi. Bây giờ nếu anh em cùng chung chín
ra vớt cả hai người này đi luôn thì game sẽ kết thúc. Tôi chung trình rồi. Rồi, chung trình rồi. Em là củ. Mày chết rồi. Mày vừa mới rồi, cái em hơi sai rồi nha. Em là macaron. À, xin được công bố thí sinh tên là Dương. Chính là có những người